Như vậy đối với lại assignment giai đoạn 2 thì cái phần giai đoạn 1 đối với chúng ta các bạn đã ổn chưa? Tạo menu. Có vấn đề gì không? Đó, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ đó, rồi chúng ta sẽ có menu. Nhân viên, danh sách nhân viên, ok. Rồi chúng ta sẽ có chức năng 1, thì nó chạy chức năng 1 và nó xuất lại thông tin. Chức năng 5 thì nó chạy chức năng 5 và nó xuất lại thông tin. Đấy. Rồi đến chức năng thứ 11 thì nó bảo là cần chọn chức năng từ 0 đến 9. Chức năng 0 thì tạm biệt và thoát. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được cái assignment giai đoạn 1. Những cái này là ổn rồi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về cái giai đoạn 2. Vậy thì ở chỗ này để có được giai đoạn 2, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái class là sinh viên. Vậy trong sinh viên này chúng ta cần quản lý cái gì? Thì chúng ta tạo cái attribute cho nó cái đó. Ví dụ đối với sinh viên thì chúng ta có string tên. Đúng không nào? Đối với sinh viên thì chúng ta có tên và chúng ta sẽ có năm sinh đi. Năm sinh. Năm sinh thì chúng ta dùng kiểu in đi ha. Năm sinh. Năm sinh chúng ta dùng integer. Và đối với lại một class thì chúng ta sẽ khởi tạo những cái hàm cơ bản. Ví dụ chúng ta sẽ khởi tạo hàm constructor không tham số, tạo hàm constructor có tham số, tạo get set. Rồi, tạo gì nữa? Tạo cái này rất là hay các bạn. To string. Đó, để tí nữa mình viết hàm nhập và hàm xuất, các bạn thấy rất là hay. Như vậy đó là những cái hàm hết sức cơ bản. Và ở chỗ này chúng ta sẽ dùng là private. Đó. Private. Và tại sao chúng ta dùng private các bạn biết không? Tại sao dùng private nào? Tại vì với một class thì chúng ta không muốn người khác nhìn thấy ở trong nhà của mình có gì. Đó, cái gì chúng ta muốn người ta thấy thì thấy thôi. À, còn một cái nữa mà chúng ta quên về sinh viên. Ví dụ như là chúng ta sẽ có điểm anh văn đi. Ví dụ chúng ta sẽ có điểm anh văn. À, anh văn kiểu double. Điểm anh văn. Điểm anh văn thì chỗ này chúng ta sẽ làm một cái khởi tạo nữa. Điểm anh văn. Và xuống đây this chấm điểm anh văn bằng điểm anh văn chấm phẩy. Rồi. Như vậy get set thì chúng ta lại thiếu điểm anh văn. To string này mình viết lại một tí ha. To string này mình sẽ sử dụng một cái gọi là thông tin. Để làm gì? Để cho mỗi đối tượng nó sẽ có một thông tin riêng. Thông tin. Rồi sau đó mình sẽ xuống dòng cái đi ha. Xịt n cho nó xuống dòng. Và mình cộng với this chấm tên. Rồi sau đó cộng cho nó một cái xuống dòng.
xuống dòng hai đứa à, ngồi đến khuya luôn hả? Xịt N, xịt T, và chúng ta sẽ xuất hiện chỗ này tên hai chấm, chỗ này chúng ta sẽ xuất ra là năm sinh hai chấm cộng với this chấm năm sinh cộng với xịt N xịt T điểm trung bình, hoặc là điểm toán, điểm lý gì cũng được, hoặc là điểm trung bình cũng được. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ có điểm anh văn, và chúng ta sẽ cộng với this chấm điểm anh văn chấm phẩy, và chúng ta có thể là đưa cái này xuống cho nó gọn, chúng ta dễ nhìn thấy. Đó. Như vậy thông tin chúng ta in ra nó sẽ như thế này. Thông tin chúng ta in ra nó sẽ như thế này. Nó có tên, có năm sinh, có điểm anh văn. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ mình sẽ viết hàm nhập cho đối tượng này. Nhập. Như vậy mình sẽ có public void. Bây giờ theo các bạn nè, khi mình viết hàm nhập thì void hay là sinh viên? Theo các bạn là void hay là sinh viên? Alo, theo các bạn mình nên để cái gì? Alo. Nghe thì ơi. Ừ, mình nên để chỗ đó là void hay là chỗ này là mình đổi lại thành sinh viên? Các bạn làm ở trên lớp là các bạn để gì? Void thầy, nhớ là void. À, các bạn đa số là làm void đúng không? Có bạn nào gán chỗ này là sinh viên không? Chưa có ha. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cả hai. Bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ có cái scanner bằng new scanner. Chấm phẩy. Và chúng ta nhập ba cái SL, thông tin của chúng ta là tên và this chấm tên bằng scan chấm netline chấm phẩy, copy cái này ra. Mình sẽ có năm sinh, mình sẽ có điểm anh văn, chỗ này là năm sinh. Năm sinh thì chúng ta sẽ net in điểm, thì chúng ta sẽ net gì? Net double. Như vậy chúng ta đã nhập xong hết sức cơ bản, chúng ta nhập vào rồi chúng ta sẽ xuất, chúng ta dùng phương thức xuất. Duplicate void xuất. Vậy đối với hàm xuất này, khi mà chúng ta đã viết cái phương thức toString rồi thì đối với hàm xuất chúng ta chỉ cần gọi sl this chấm toString, vậy là xong, rất đơn giản.
Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái thông tin này. Array của giai đoạn 1. Chúng ta sẽ tạo ra một cái array list và mình đưa thông tin vô đây là sinh viên. Các bạn đợi thầy sạc pin cái. Rồi chơi xúc vậy không? Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Mấy đứa ngồi đường nhà thầy nó la dữ quá. Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ có sinh viên và chúng ta tạo ra một cái list sinh viên. Để mà xài được thì các bạn nhớ phải thêm cái status vào nhé. Thêm status vào bởi vì cái lớp main của chúng ta menu status. Rồi ở phía dưới này cái thằng main là status. Thì mình phải thêm status mình mới xài được ở đây. Còn nếu mình không thêm là nó báo lỗi đấy. Như vậy trong chức năng đầu tiên là chức năng nhập. Chức năng nhập. Vậy thì mình sẽ nhập danh sách sinh viên từ bàn phím. Và mình có thể viết cái vấn đề nhập của mình ở đây. Nhập danh sách sinh viên từ bàn phím. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng là do while nhập danh sách sinh viên, nhập cho đến khi nào không muốn nhập nữa thì thôi, nhập cho đến khi không muốn nhập nữa thì thôi. Vậy ở chỗ này đối với hàm nhập chúng ta cũng cần đến scan, cần đến scan. New scanner stem.in. Và ở đây chúng ta sẽ lấy scan.netline.equal. Chúng ta sẽ dùng phương thức dưới ha. Equal với k. Đó, nếu như không phải là k thì quay lại, còn không thì phát. Một, hai, dư dấu ngoặc. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành cái việc là dùng lòng ngoặc vai. Vậy trong này chúng ta sẽ khai báo một sinh viên SV bằng new sinh viên. Và chúng ta gọi sinh viên chấm nhập. Sinh viên chấm nhập. Và danh sách sinh viên, thầy đổi lại chỗ này thành sinh viên cái. Danh sách sinh viên. Danh sách sinh viên. Chức năng 1. Danh sách sinh viên chấm add. Sinh viên. Và chúng ta hỏi là có tiếp tục không? Có tiếp tục không? Có không? Chấm hỏi. Rồi, như vậy chúng ta đã nhập được danh sách sinh viên. Chọn chức năng. Chúng ta chọn chức năng 1. Nhập sinh viên. Nhập sinh viên. Nhập tên. A. Nam sinh. 2003, điểm anh văn 9.6. Rồi có tiếp tục không? Enter. Tên là B.
năm sinh 2004, điểm 7, tiếp tục 0 0. Như vậy chúng ta đã xong phần thông tin. Bây giờ mình sẽ viết tiếp đến cái phần là xuất thông tin để mình dễ xem ha. Xuất thông tin, như vậy chức năng của chúng ta xuất thông tin là chức năng 2. Chức năng 2 xuất thông tin. Như vậy hồi nãy mình đã nói ở cái phần mà xuất thì chúng ta có thể là chỉ cần là duyệt và xuất thôi, cho nên chúng ta cũng không cần vị trí. Vậy chỗ này các bạn sẽ for sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên. Và ở đây chúng ta gọi sinh viên chấm xuất. Hết việc. Hết việc ha. Run. Gọi chức năng 1. Chúng ta nhập sinh viên A. Năm sinh 2000. Điểm 7. Tiếp tục 0. Nhập sinh viên B. Năm sinh 2001. Điểm anh văn 7.8. Enter 0. Chúng ta gọi chức năng 2 xuất. Chức năng 2 của chúng ta xuất danh sách sinh viên. Sinh viên của chúng ta có thông tin tên, năm sinh, điểm anh văn. Thông tin tên, năm sinh, điểm anh văn. Được không các bạn? Hello. Ổn không? Nhập xuất. Được không? Dạ được, dạ được. Ồ. Sao? Cho thầy mình cho 3 miếng nước không? Nước. Có gì cần phải trao đổi lại không nào? Sinh viên thêm xóa. Bây giờ nè, ở chỗ mà chúng ta thêm sinh viên chỗ này, chúng ta sẽ có một cái đặc trưng, ví dụ như là sinh viên IT. Sinh viên IT. Mục đích của thầy là muốn sinh viên IT này kế thừa từ sinh viên. Mình viết cái class này là kế thừa từ sinh viên. Kế thừa từ sinh viên. Và sinh viên IT thì nó có thêm một cái điểm nữa. Ví dụ điểm Java 1. Đó, ví dụ như thế. Điểm Java 1. Thì chúng ta cũng có thể khởi tạo cái sinh viên IT này. Contractor. Không tham số. Insert contractor. Mình lấy một cái là sinh viên IT và một cái điểm Java 1 nữa nha. Như vậy khi mà khởi tạo thì chúng ta sẽ có như vậy. Ok. Như vậy các bạn thấy nè, ở đây người ta để điểm Java 1, tên, năm sinh, điểm anh văn. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng cái điểm Java 1 này cũng được. Ok. Rồi mình đưa cái điểm Java này ra sau đi, nhìn cho nó dễ nhìn. Khi mà mình import vô nó sẽ dễ các bạn. Mình đưa vào nó sẽ về dễ. Đó. Rồi điểm Java 1. Điểm anh văn xong đến điểm Java 1 mình khởi tạo. Và ở chỗ này nếu như mình đang còn thiếu getter setter thì mình có thể thêm cái điểm Java 1 vào. Rồi, ok. Chạy lại đi ha. Bây giờ chỗ cái thêm sinh viên này nè. Thêm sinh viên. Vậy thì thay vì mình thêm sinh viên như vậy thì mình hỏi người ta là bạn muốn nhập sinh viên ngành nào. Được không? Đó, như vậy chỗ này trước khi nhập mình hỏi là sinh viên ngành nào. Bạn muốn nhập
sinh viên ngành nào? Hoặc là ngành học đi cho nó đơn giản. Ngành học. Bây giờ ngành thì giả sử mình sẽ quy định có 3 ngành là sinh viên năm nhất ngành ngành học ngành học sinh viên sinh viên sinh viên đại cương đi ha, đại cương tức là chưa phân ngành, rồi sinh viên IT, rồi sinh viên Big là của business kinh tế chẳng hạn, ví dụ như vậy. Chúng ta có 3 loại. Vậy cái đại cương này thì chúng ta sẽ ghi là DC là đại cương. Vậy ở chỗ này người ta sẽ sử dụng là chúng ta sẽ có gì nào? Sit. Sit. Squid. À, ở chỗ này mình sẽ có là scan chấm net line, mình hỏi cái ngành nào, mình hỏi cái ngành xong nếu xuống đây mà bằng đại cương chỗ này net line, sau khi nhập mình chấm mình chọn là to uppercase luôn, để sau khi nhập mình nhập chữ thường thì nó sẽ biến thành chữ hoa luôn. Mình kiểm tra DC cho nó dễ các bạn. Nếu như vậy thì chỗ này sinh viên đại cương, mình sẽ đưa cái sinh viên đại cương vô đây. Rồi nếu đây là sinh viên IT, nếu là sinh viên IT thì chỗ này chúng ta sẽ sinh viên IT bằng new sinh viên IT, chúng ta gọi sinh viên IT chấm nhập và chúng ta add sinh viên IT vào. Ok, nhìn kỹ lại ha. Rồi default default này mình thông báo là bạn chọn là DC hoặc IT hoặc là bits đó. Rồi chọn DC hoặc AT hoặc bit. Bit thì mình chưa làm tại vì cái lớp đó mình chưa viết thì mình chưa có đưa vô đây. Như vậy là mình đã có danh sách được các bạn sinh viên. Vậy đối với lại sinh viên AT, đối với lại phương thức nhập thì chúng ta sẽ làm gì? Tại vì nếu như mà các bạn gọi ở đây, bạn sẽ ring, bạn chọn chức năng 1. Chức năng 1 là nhập danh sách thông tin sinh viên thì người ta hỏi ngành học trước. Mình gõ vô đây chữ IT. Đó thì nó hỏi tên là A, năm sinh 2002, điểm anh văn 5, kết thúc 0. Nó đâu có hỏi điểm Java đâu. Đúng không? Nó đâu có hỏi điểm Java. Vậy bây giờ sao? Nếu mà IT mà không hỏi điểm Java thì đâu có khác gì sinh viên đại cương đâu. Rồi sinh viên đại cương tên là B 2004, điểm anh văn 8, 0. Đấy, xuất danh sách. Như vậy ở chỗ này không có gì khác hết.
Vậy sinh viên IT mình phải làm gì nữa nào? Đối với sinh viên IT mình phải làm gì nữa? À, đối với sinh viên IT, chúng ta sẽ viết lại hai phương thức. Viết lại hai phương thức. Các bạn chọn Insert và chọn Override. Như vậy, phương thức thứ nhất mình viết là nhập. Xuất có cần viết không? Không, chúng ta viết lại toString. Đó là hai phương thức chúng ta cần viết lại. Phương thức thứ nhất là nhập, thì nó gọi từ phương thức cha. Thì như lúc nãy chúng ta đã nhập. Bây giờ ở trong này chúng ta sẽ nhập thêm điểm Java. Chúng ta nhập thêm điểm Java. Như vậy sau khi mà chúng ta nhập hai cái thông tin, ba thông tin là tên, năm sinh, điểm anh văn từ super chấm nhập. Các bạn có biết super là gì không? Điểm Java 1. Như vậy chỗ này this chấm điểm Java 1 sẽ bằng scan chấm netdepot. Như vậy bạn đã có được phương thức nhập. Đấy. Bây giờ đối với lại phương thức xuất, nó hay ở chỗ này các bạn. Khi mà thầy viết theo cái dạng như lúc nãy, khi thầy viết như cái dạng như thế này, vậy bây giờ bạn thêm cái thông tin của sinh viên vô đây. Bạn sẽ cộng, cũng là xiệt N xiệt T. Rồi sau đó bạn sẽ cộng thêm nữa là điểm Java 1 2 chấm cộng this chấm điểm Java 1. Cực hay, cực hay. Hàm xuất mình không cần viết lại, mình chỉ cần viết lại hàm toString thôi. Hàm nhập mình chỉ cần thêm một đoạn này thôi, còn nó sẽ gọi cha, nó nhập. Bây giờ ở bên này mình sẽ chạy lại. Nhập, nó hỏi là chức năng ngành là gì, mình chọn là IT. Nó hỏi tên A, năm sinh 2002, điểm anh văn 7, điểm Java 1 9. Đó, thấy chưa? Tiếp tục không? Ngành học chúng ta chọn đại cương. Đại cương. Tên là B, năm sinh 2003, điểm anh văn 9. Hết. Không. Chọn chức năng 2. Và ở đây đối với lại sinh viên A là ngành học là IT. Cho nên chúng ta có thêm điểm của Java 1. Thông tin của gì? Của bạn B là chỉ là đại cương thôi, cho nên chúng ta chỉ có điểm minh văn. Được chỗ này không các bạn? Kịp không? Dạ kịp thầy ơi. Ok, các bạn rất tốt. Như vậy mình đã có được cơ bản. Vậy thì bây giờ ở chỗ này nó có một cái đặc trưng rất là hay. Ví dụ như là điểm trung bình. À, thay vì mình sẽ chèn thêm cái điểm trung bình vô. Chèn thêm cái điểm trung bình vô. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có sinh viên bit nữa đi. Chúng ta có một cái sinh viên bit. Chúng ta sẽ viết cái sinh viên IT bằng cách copy dán ra đây. Và chúng ta chọn sinh viên bit. Rồi, đối với lại sinh viên bit thì chúng ta không phải là điểm Java 1, mà chúng ta sẽ có điểm marketing. Đó, điểm marketing. Ha. Chúng ta đổi lại điểm marketing. Rồi, chỗ này điểm marketing.
Đấy, chúng ta đã đổi lại được điểm marketing. Còn gì nữa không? Chỗ này điểm marketing. Điểm marketing. Như vậy là chúng ta đã có được một cái lớp nữa rồi, sinh viên biết. Sinh viên biết. Điểm marketing. Rồi, ok, chúng ta sẽ có thêm điểm marketing của sinh viên biết. Bây giờ ở trên này chúng ta sẽ key thêm một cái nữa. Nếu như nhập vô là biết thì sinh viên của chúng ta sẽ được tạo là sinh viên biết, new sinh viên biết. Đấy, sinh viên biết chấm nhập và add cái sinh viên biết này vào. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được phần thêm. Rồi bây giờ mình tìm kiếm. Xuất rồi. Ở đây mình có 3 loại sinh viên mà mình chỉ cần là for each sinh viên là mình xuất được rồi các bạn. Mình không cần quan tâm đó là sinh viên loại gì, nó vẫn xuất như thường. Được không? Chỗ này nè, chỗ này nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể làm gọn cái đoạn code này lại luôn. Thử coi nào. Ví dụ như ở chỗ này, bạn vô đây, bạn sẽ khai báo một sinh viên. Sinh viên SV, nhưng bạn chưa có new. Bạn để đấy. Sau đó thì xuống dưới này, nếu như là bit thì bạn sẽ SV bằng new sinh viên. Rồi chỗ này, hai cái này bỏ trống, để đó đi. Rồi thoát. Rồi nếu là sinh viên IT, nếu là sinh viên IT thì chỗ này SV sẽ bằng new sinh viên IT. Rồi thoát. Nếu là bit thì chỗ này chúng ta sẽ SV bằng new sinh viên bit. À, chỗ này nó còn cái print nữa nha các bạn. Rồi, giả sử như vậy, sau khi kết thúc vòng này thì chúng ta sẽ gọi sv chấm nhập và sinh viên các bạn sẽ khai báo ở ngoài luôn. Sinh viên sẽ được khởi tạo bằng null. Rồi, như vậy mình xuống đây sinh viên chấm nhập và danh sách sinh viên của chúng ta sẽ thêm sinh viên vào. Đấy, như vậy các bạn viết gọn lại như thế. Viết gọn lại. Ví dụ như chỗ này mình sẽ có điều kiện là nếu như cái sinh viên này không phải là null thì mình làm cái việc này đó. Như vậy thì cái đoạn code của chúng ta khi chúng ta nhập một sinh viên DC tên A,
2222. Điểm anh văn 6. Ngành học IT. Tên B 2223. Điểm anh văn 9. Điểm Java 1 5. Tiếp tục 0. Ngành pitch. Tên C. Năm sinh 2221. Điểm anh văn 9. Điểm marketing 9. Rồi không nhập nữa. Và xuất nhân viên ra. Xuất nhân viên ra A, B, C. Được chưa? Được không các bạn? Hello. Kịp không nào? Có ai bị ngợp không? Các bạn nào thấy thông tin quá nhiều không? Ok, tốt. Nhưng mà có hiểu được hết không? Các bạn có hiểu được không? Hiểu được cho thầy số 3 đi. Số 3 để tiếp tục chứ không các bạn buồn ngủ. Thầy có quay phim lại á. Thành ra là có gì chỗ nào chưa hiểu thì tí nữa thầy dừng. Xong rồi lúc mà các bạn xem lại, rồi tí nữa chúng ta sẽ có trao đổi thêm. Muốn hỏi chỗ nào hỏi. Thông tin của thầy gửi đến các bạn thì nó rất là linh động để mà mình làm việc đối với lại cái bài tập của chúng ta. Đó, các bạn có thể về xem lại chỗ này. Và thường người ta sẽ sử dụng như thế này. Chứ người ta không có viết từng cái từng cái. Đó, vậy đó. Đó, rất là hay các bạn. Viết cực kỳ đơn giản như vậy. Xuống này nếu mà sinh viên mà khác luôn. Còn nếu như mà cần thì bạn sẽ lặp lại cái chỗ này. Bắt buộc là phải nhập đúng ngành này. Đó. Còn không thì mình sẽ ở chỗ này các bạn. Đó, ví dụ như bây giờ nhập vô là IT. Nhập vô bit. Còn default. Nếu như default là nhập sai mấy ngành đó đi thì bạn yêu cầu nhập lại, hoặc là bạn cho là sinh viên chỗ này luôn. Ví dụ nhập sai ngành. Rồi tiếp tục mình sẽ làm gì nữa nào? Sắp xếp ha. Tiếp tục được không? Cái này là Java 1, Java giai đoạn 2 của mình mới có đến nhập và xuất thôi à. Chưa có tìm kiếm mà. Bạn nào muốn tiếp cho thầy số 3? Số 3 tiếp tục nha. Những bạn khác thì thế nào nè? Những bạn khác sao đây? Rồi thầy đi tiếp. Bữa sau học tiếp, mình không có nhiều thời gian. Hồi nãy mình mới vào 7 rưỡi à, bây giờ 8 rưỡi. Cho nên chắc thầy đi luôn đoạn nữa đi, chứ vẫn còn sớm mà, mới có tiếng mà. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm và hiển thị thông tin. Như vậy tìm kiếm và hiển thị thông tin thì chúng ta sẽ có chức năng 3. Chức năng 3 đây. Tìm kiếm thì chúng ta tìm theo gì? Tìm theo tên. À, chỗ này chúng ta sẽ có thêm một cái nữa mà chúng ta chưa biết. Đó là chúng ta tính điểm trung bình. Điểm trung bình của sinh viên là gì ta? Get điểm trung bình của sinh viên. Public double
ghét điểm trung bình. Ghét điểm trung bình thì chúng ta sẽ return. Đối với lại sinh viên bình thường thì nó chỉ có một điểm anh văn, thì chúng ta lấy this chấm điểm anh văn, nó chỉ có vậy thôi. Rồi ở chỗ này, cái phần xuất này thầy không có đưa điểm trung bình vô đây nha, tại vì tí nữa điểm của các môn khác thì nó sẽ có điểm trung bình riêng, còn không thì bạn sẽ kết điểm trung bình ở đây nè. Điểm trung bình ở chỗ này chúng ta sẽ đưa điểm trung bình vô đây, năm sinh xong rồi điểm trung bình trước, xiệt n xiệt t. Điểm trung bình 2 chấm cộng với this chấm get điểm trung bình. Rồi ok, mình đưa điểm trung bình trước cũng được ha. Rồi như vậy thì mình cũng không sửa gì nhiều, điểm trung bình. Rồi bây giờ đối với lại sinh viên IT, mình sẽ viết lại cái điểm trung bình của chúng ta. Vậy điểm trung bình là từ cha mình đã viết rồi, cho nên vô đây mình sẽ viết lại ghép điểm trung bình lại. Như vậy thì nó đã lấy được cái điểm trung bình rồi, và điểm trung bình này của sinh viên thì nó chỉ có một điểm anh văn thôi. Như vậy giả sử bây giờ mình lấy điểm trung bình này, mình sẽ cộng với Java nhân 2 chia 3, ví dụ như vậy, thì chỗ này chúng ta sẽ lấy điểm anh văn cũ nè, cộng với this chấm điểm Java nhân 2 chia 3. Đó, ví dụ như vậy thì mình có điểm của bạn sinh viên IT. Còn đối với lại sinh viên BIT, đối với lại sinh viên BIT chúng ta cũng tính lại điểm trung bình. Chúng ta cũng tính lại điểm trung bình bằng cách là lấy cái điểm anh văn cộng với điểm của marketing nhân 2 chia 3. Cái này là do mình quy định ha, mình muốn nó vậy để cho nó khác lạ thôi. Rồi ok, chỗ này toString cũng vậy, chỗ này nhập cũng vậy, không có gì thay đổi hết, chỉ có thay đổi ở chỗ là tính điểm trung bình lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện chức năng tìm kiếm. Vậy ở đây bạn muốn tìm cái gì? Đó, bạn muốn tìm cái gì? Bây giờ mình thử đưa cái này ra bên ngoài thử xem. Public. Static scan. Thử rồi ha. Rồi mình lấy cái static này vào chức năng 3. Sout. Mình sẽ có là tên, tên sinh viên, điểm, ngành. Như vậy mình chỉ có mỗi tên thôi, cho nên là mình sẽ để là tên sinh viên cần xóa. Tên sinh viên cần xóa. Như vậy thì thực ra đó, để mà các bạn muốn xóa được thì các bạn phải tìm được cái đã. Cho nên thầy nghĩ là mình nên đi tìm trước. Chấm net. Net line. Rồi ok, mình gọi cái bán
cái biến tạo cái biến static ở bên ngoài thì nó nhận được. Ok, tốt rồi. Tí nữa mình thử chạy nó coi nó bất ổn không nha. Như vậy thì để mà xóa được thì trước tiên chúng ta phải tìm cái đã. Đó, như vậy chỗ này là tìm và hiển thị thông tin. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ viết một cái hàm tìm đi các bạn. Tìm xem thử là nhân viên này có hay không. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ viết một cái hàm tìm. Thì trong cái hàm tìm này của chúng ta tìm theo tên đi. Tìm tên. Thì chúng ta sẽ đưa cái string tên vào. Như vậy ở đây mình ghi vậy. Cái hàm này là chưa có nha. Thì nó sẽ bảo mình là string tên tên tìm theo tên inbox java lang stream tìm tên, để bỏ cái này luôn đi để coi. Rồi create tìm tên đó. Nó nghịch vậy đó, khi mà mình không đưa tham số thì nó bảo mình create, còn mình đưa tham số thì nó không cho. Rồi chỗ này mình sẽ là stream, à đúng rồi đúng rồi, mình bị ấy rồi. Ok, như vậy ví dụ như là tìm tên ở đây, tên thì cái hàm mình ở dưới này phải là string tên. Rồi mình viết cái hàm này coi. Để tìm được tên thì chúng ta sẽ for init, chỗ này chúng ta trả về kiểu in đi các bạn, để mình biết được là vị trí đang tìm là vị trí máy luôn. For i chạy bằng 0 chấm phẩy i nhỏ hơn danh sách sinh viên chấm size chấm phẩy i cộng cộng, nếu danh sách sinh viên chấm get y chấm get tên sinh viên chấm equal với tên. Nếu mà đúng tìm thấy như vậy thì chúng ta sẽ return y, còn nếu mà không tìm thấy thì sao ta, return mấy, return trừ 1 nha. Không tìm thấy thì return trừ 1. Nếu tìm thấy thì return y. Vậy ở chỗ này chúng ta chỉ cần là gì? Nếu tìm kiếm và hiển thị. Như vậy ở chỗ đây mình sẽ có một cái biến index bằng tìm theo tên. Nếu như index này mà bằng trừ 1 thì sao ta, nếu index bằng trừ 1 chỗ này nó bị cái gì mà nó. Rồi ok, nếu index bằng trừ 1 thì sout là sinh viên cộng tên
cộng không có trong danh sách. Còn không thì chúng ta sẽ danh sách sinh viên thứ y chấm remove tên cũng được, hoặc là remove index. À đúng rồi, chỗ này chúng ta cũng có thể remove theo dạng không cần tìm kiếm luôn. Hồi nãy ở chỗ này mình sẽ nói là gì ta? Mình nói là gì nào? Ok, đây là một cách viết ha. Đây là một cách viết. Bây giờ thầy sẽ thử viết một cách khác thử coi. Mình sẽ có là string. Mình sẽ có là poll nhé. Poll lần kiểm tra bằng danh sách chấm remove. À không được, cái đó là mảng đơn, còn cái này là mảng có cấu trúc, mình ra là không có xài remove trực tiếp được. Ok, như vậy thì mình tìm kiếm theo tên, nó cho ra một cái index, nếu mà index bằng -1 thì là không có sinh viên, còn không thì mình sẽ remove nó đi. Và mình remove thì mình cũng báo luôn cái này là hiển thị mà. Hiển thị nhân viên theo thứ tự. À thầy bị nhầm rồi. Tên sinh viên cần tìm, tìm tên nếu bằng -1 không có. Còn chỗ này chúng ta sẽ danh sách sinh viên chấm get index chấm xuất. Thầy nhầm chỗ này nhé. Rồi ok, tương tự mình xuống mình viết ở dưới thôi. Như vậy ở chỗ này là hiển thị thông tin nhân viên theo mã nhập từ bàn phím. Thực ra mã này mình không có thì mình sẽ tìm theo tên. Còn nếu như mà các bạn muốn mã thì các bạn thêm cái trường mã vô thì các bạn sẽ tìm theo mã thôi. Rồi ở dưới này chức năng 4 xóa nhân viên theo mã thì tương tự, xóa nhân viên thì giống y chang, tên nhân viên cần xóa và tìm nhân viên này nếu tìm thấy. Ok, như vậy chỗ này y chang nha các bạn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ ghi là xóa sinh viên khỏi danh sách. À, như vậy sinh viên của chúng ta sẽ chấm remove index là xóa sinh viên khỏi danh sách. Như vậy sau khi xóa xong thì chúng ta nên gọi cái chức năng xuất lại. Xuất là chức năng 2. Chúng ta gọi lại chức năng 2 một cái để cho nó xuất ha. Chức năng 2. Sau khi xóa xong thì xuất một cái để cho mình dễ thấy. Chạy lại cái nào. Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ chọn chức năng 1. Chúng ta sẽ nhập vô đây là đại cương. Tên là A. 2022 điểm anh văn 9 tiếp tục 0 IT, chúng ta nhập vô tên là B, năm sinh 2223
Điểm anh văn là 7, điểm Java là 9.8. Tiếp tục không, sinh viên ngành bít. Rồi, nó bị nhảy rồi, sinh viên ngành bít. Thì chúng ta chọn tên là C. Năm sinh là 2221. Điểm anh văn là 8, điểm Java 1. Nó nhớ lại cái thông tin lúc nãy. Như vậy mình lại tiếp tục Z ha. Tí nữa mình muốn thì mình xử lý thêm cái phần đó các bạn. Sinh viên D, năm sinh 2222, điểm anh văn 6, điểm marketing 8. Không, mình sẽ xuất danh sách nhân viên. Có A, B, hai bạn C luôn. Hồi nãy mình nhập sao đến hai bạn C luôn. A, C, C, D. Mình sẽ thực hiện chức năng 3. Tìm. Thì nó hỏi tên nhân viên cần tìm. Mình tìm bạn C. Đây, bạn C là nó tìm bạn đầu tiên. Nó tìm ra được bạn đầu tiên. Bạn C, điểm trung bình. Và bây giờ mình sẽ tìm thử bạn D coi. Chức năng 3, tìm bạn D. Đây, bạn D đây. Chức năng 4, mình nhập tên E đi ha. E. Chức năng 4, đây. E cần xóa. Sinh viên E không có trong danh sách. Và chúng ta xuất lại một lần nữa. Đó, để cho người ta xem là sinh viên E không có trong danh sách. Sinh viên xóa sinh viên D. Thì chỗ này chúng ta đã xóa sinh viên D ra khỏi danh sách. Sinh viên D ra khỏi danh sách. Rồi xuất màn hình ra một lần nữa. Còn không thì ở chỗ này mình không có xuất màn hình. Mà sau khi mình remove cái sinh viên này nè, thì các bạn thấy là nó trả về cho mình index, remove index nè. Nó trả về cho mình một sinh viên. Thì ở chỗ này mình sẽ nói là sinh viên ra khỏi danh sách. Và chỗ này mình sẽ xuất riêng cái sinh viên đã xóa này thôi. Thử được không nhé. Thử coi thì nó có ra không. Nhập sinh viên ngành đại cương. Tên là A. Năm sinh 1, 2, 3, 4. Điểm anh văn 7. Tiếp tục không. Chức năng 3, tìm sinh viên A. Chức năng 4, tên cần xóa A. Ok, gửi danh sách. Đây, thông tin của A đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa xóa mà vừa xuất cái thông tin để cho người ta biết được là mình đã xóa ai. Đó, rất là hay các bạn. Mình đã xóa những người nào. Cập nhật thông tin thì khá đơn giản. Cập nhật thông tin thì bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta cập nhật cho sinh viên nào. Đó, cái vấn đề chỗ này hay nhất ở chỗ này là cập nhật thông tin. Các bạn chú ý giùm cho thầy chỗ này nè. Bây giờ nè, bây giờ chúng ta cũng tìm xem thử là thông tin mà cần cập nhật. Rồi cũng tìm ha, y chang luôn. Cập nhật thông tin chỗ này. Tên sinh viên cần cập nhật thông tin. Cho nên ở chỗ này thì đối với lại tên sinh viên coi như là mình dùng nó là một cái mã luôn đó các bạn. Còn nếu mà các bạn cần thì các bạn thêm mã sinh viên vô để cho nó khỏi bị trùng. Mình xét trùng luôn. Còn bây giờ tạm thời là mình lấy tên sinh viên làm mã, tức là nó là cái cầu nối làm cái key á. Như vậy tên sinh viên cần cập nhật thông tin. Như vậy thì ở chỗ này
các bạn có được cái thông tin sinh viên mà tìm thấy rồi. Vậy ở đây chỗ này nè, bạn làm gì? Ví dụ sinh viên đại cương thì chúng ta có thể cập nhật lại năm sinh, cập nhật lại điểm in văn. Nhưng mà sinh viên IT thì chúng ta lại có thể cập nhật thêm điểm Java. Sinh viên Biz thì chúng ta lại cập nhật thêm điểm marketing. Ủa vậy biết đường ở đâu mà hỏi? Nó có 3 loại luôn, biết đường đâu hỏi. Làm sao biết đó là sinh viên nào mà mình hỏi là cập nhật cái gì? À, nó hay ở chỗ này là chúng ta sẽ lấy cái sinh viên ra. Lấy sinh viên. Sinh viên tạm đi ha. Chúng ta sẽ bằng danh sách sinh viên chấm get get index. Chúng ta lấy được sinh viên ra rồi. Bây giờ làm sao chúng ta biết sinh viên này là thuộc ngành IT hay thuộc ngành Biz hay là đại cương, để mà chúng ta yêu cầu người ta nhập đó, hay là chỗ đó các bạn. Làm sao biết nè? Alo, alo. Đố các bạn, các bạn có hình dung được chỗ này không? Làm sao để mình biết được đó là sinh viên nào để cập nhật? Bây giờ mình sẽ cập nhật đại cương trước đi ha. Như vậy thì mình hỏi người ta là có cập nhật lại năm sinh không? Có cập nhật năm sinh không? Nếu có thì mình hỏi năm sinh mới là bao nhiêu, đúng không? Còn nếu không có thì bỏ qua. À, rồi tiếp tục như vậy, mình hỏi là người ta có cập nhật điểm anh văn không? Nếu có thì cập nhật, còn không có thì thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ ở chỗ này. Ở chỗ này chúng ta hỏi là bạn muốn cập nhật lại năm sinh. Bạn muốn cập nhật lại năm sinh. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ, nếu scan status chấm net line, chỗ này có không? Có xịt không? Chỗ này net line chấm equal với có. À, chỗ này không đi, không thì thoát đi ha. Nếu không thì thoát, còn nhập cái gì cũng hỏi, cũng ok hết. Rồi. Nếu mà không thì bỏ qua. Còn nếu không, nếu mà nhập chữ K. Ok, nếu mà không nhập chữ K thì mình sẽ hỏi người ta. Hỏi người ta là năm sinh mới. À, thì mình sẽ gọi cái sinh viên tạm chấm set lại cái năm sinh bằng năm sinh mới, scan status chấm net in. Đấy, chúng ta gọi xong chúng ta gán luôn cái năm sinh mới vào. Rồi mình hỏi tiếp điểm anh văn.
Bạn có muốn cập nhật lại điểm anh Văn không? Nếu như mà không phải chữ K thì chỗ này mình sẽ ghi là điểm anh Văn mới, sinh viên chấm xét điểm anh Văn, thì chỗ này chúng ta sẽ next double. Next double. Rồi sau khi mà chúng ta đã lấy được hai thông tin là điểm anh Văn và năm sinh mới, thì nhiệm vụ của chúng ta là danh sách sinh viên chấm set index sinh viên tạm, chúng ta lấy giá trị mới chúng ta gán vô lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã cập nhật thông tin sinh viên, cập nhật thông tin sinh viên. Ở đây là chúng ta mặc định là chúng ta chỉ mới cập nhật năm sinh và điểm anh Văn thôi. Còn đối với lại sinh viên ngành IT hay là sinh viên ngành BIT thì chúng ta chưa làm. Tí nữa thầy sẽ làm cho các bạn nhé. Bây giờ mình chạy thử cái phần cập nhật. Mình chọn chức năng 1. DC. Tên là A. Năm sinh 2222. Điểm anh Văn 7. Tiếp tục 0. Mình chọn chức năng xuất. Mình có sinh viên A2277. Mình chọn chức năng 5, cập nhật. Tên sinh viên cần cập nhật thông tin là sinh viên A. Bạn muốn cập nhật lại năm sinh. Điểm năm sinh. Ok. Mình hỏi là năm sinh mới, ví dụ như 2002. Bạn có muốn cập nhật lại điểm anh Văn không? Không. Rồi, bị trôi lệnh chỗ này rồi. Như vậy chỗ này bị trôi lệnh nè. Thì chúng ta phải xử lý trôi lệnh chỗ này. Đó, bị trôi lệnh ha. Đây, chỗ này. Bạn có muốn cập nhật lại điểm anh Văn không? Scan status.net. Netline để cho nó khỏi trôi lệnh ha. Một nhân viên DC tên A, năm sinh 2222, điểm anh Văn 7, tiếp tục 0 0, chọn chức năng 5, cần cập nhật là A. Muốn cập nhật này năm sinh không? Có. 2002. Muốn cập nhật là điểm anh Văn không? Không. Rồi, để mình sẽ xuất lại thử coi nào. Đây, năm sinh cập nhật 2022. Còn điểm anh Văn vẫn giữ là 7, không cập nhật. Như vậy thì giả sử mình chọn chức năng 1, mình gọi sinh viên IT và mình nhập tên là B, năm sinh là 2003, điểm anh Văn là 9, điểm Java 1 là 4, và chúng ta không nhập nữa, chúng ta xuất ra. Bây giờ chúng ta muốn cập nhật cái điểm Java 1 này lại nè. Đó, cập nhật điểm Java 1 này lại. Thì chúng ta gọi chức năng 5, sinh viên cần cập nhật là sinh viên B. Thì nó hỏi là cập nhật lại năm sinh không, cập nhật lại điểm anh Văn không? Không. Rồi đó, như vậy thì điểm Java nó không hỏi. Vấn đề của chúng ta là bây giờ điểm Java nó không hỏi thì làm sao? Đó, điểm Java nó không hỏi. Mình đưa cái netline vô đây. Điểm Java nó không hỏi thì làm sao đây? Được chưa?
chỗ này nó có một cái rất là hay mà bạn nào muốn theo thì theo chỗ này. Như vậy nó đã hỏi được năm sinh, nó hỏi được điểm năm anh văn, thì chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái sinh viên tạm của chúng ta là sinh viên IT. À, chỗ này rất hay các bạn. Nếu nếu cái sinh viên tạm của mình, sinh viên tạm của mình instead of là sinh viên IT, à, nếu là sinh viên IT thì hỏi thêm cái nữa. Chỗ này từ từ đã set, tí nữa rồi set sau, cuối cùng rồi đã set. Nếu sinh viên IT thì chúng ta sẽ hỏi tiếp một cái nữa là có cập nhật điểm Java 1 không? Điểm Java 1 không? Nếu có thì chúng ta sẽ điểm Java 1 mới. Và chỗ này chúng ta sẽ set lại điểm Java 1. Sinh viên tạm set điểm Java 1. Sinh viên tạm rồi, ok. Chỗ này nó có một chút xíu vấn đề. Sinh viên tạm, get sinh viên tạm. Điểm Java 1. Get điểm. Set. Ok. Hay quá. Set Java 1 như vậy mình phải ép kiểu qua sinh viên IT thì nó sẽ set được các bạn. Set điểm Java 1 ép kiểu qua. Rồi, đó là nếu sinh viên IT. Còn như là nếu 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 là sinh viên BIT, nếu là sinh viên BIT thì bạn có cập nhật điểm marketing không? Nếu cập nhật điểm marketing thì mình hỏi điểm marketing mới. Và chỗ này mình sẽ là sinh viên BIT. Và chỗ này sẽ set điểm sinh viên tạm chấm sinh viên tạm. Vậy chỗ này mình sẽ gọi lại đi. Sinh viên tạm chấm set tên điểm mark. À, vậy là mình chưa viết lại cái set điểm mark à. Điểm trung bình, điểm Java. Rồi, ok. Vậy chỗ này bị sai, chỗ này mình đổi lại chỗ này nhé. À, get điểm mark. Set điểm mark. Rồi, ok. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ set. À, chỗ này mình cũng chưa đổi luôn. Sinh viên bit scan static chấm net double. Chỗ này mình đổi lại tí xíu. Điểm MAR. Rồi, như vậy mình đã hoàn thiện. Nếu như sinh viên là BIT thì mình lại đổi điểm marketing cho bạn này. Còn nếu sinh viên IT thì đổi điểm ok. Chỗ này mình sẽ eo cái.
Theo ít. Rồi. Trên. Chức năng của mình là một, mình sẽ có 3 sinh viên, ví dụ mình thêm IT trước. Bạn A 2222. Điểm Anh văn 7. Điểm Java 1 7. Tiếp tục không có. Ngành Bit. Tên là B. Năm sinh 2223. Điểm Anh văn 4. Điểm Marketing 9. Tiếp tục không. Sinh viên Đại Cương. Tên là C. Năm sinh 2225. Điểm Anh văn là 9. Có tiếp tục không? Không. Xuất danh sách A, B, C. Rồi. Ở đây mình sẽ thực hiện chức năng cập nhật thông tin. Cập nhật thông tin thì mình sẽ cập nhật cho bạn C có điểm Anh văn. Bạn B đi ha. Bạn C hồi nãy mình làm rồi. Bây giờ mình sẽ cập nhật cho bạn B. Bạn muốn cập nhật lại năm sinh không? Bạn B, mình sẽ cập nhật lại năm sinh luôn. Là có. Thì bạn này là 2002. Bạn muốn cập nhật lại điểm Anh văn không? Có. Điểm Anh văn mới của bạn này là 9.9. Rồi bạn muốn cập nhật lại điểm marketing không? À, hay không? Điểm marketing mới là 7.8. Ok, chọn chức năng xuất. Đây. Điểm năm sinh, điểm Anh văn 9.9, điểm marketing và điểm trung bình là 8.5. Như vậy các bạn thấy là chúng ta viết rất là linh động. Nếu như mà chúng ta có nhiều cái sinh viên, có nhiều cái class khác nhau thì chúng ta cũng có thể xác định được đó là sinh viên nào để chúng ta nhập thêm cái điểm còn thiếu. Và sinh viên IT thì chúng ta nhập thêm điểm Java. Sinh viên Bit thì chúng ta nhập thêm điểm marketing. Được không? Như vậy rất là ok, rất là hay đúng không? Rồi, tìm nhân viên theo khoản lương. Như vậy mình sẽ tìm theo điểm. Rồi bên thầy nó đang hát karaoke ồn quá. Cho nên chắc là mình sẽ trao đổi đi. Các bạn có tìm hiểu gì thêm thì cứ hỏi. Tạm dừng ở đây.